đang xem video tại kênh YouTube Review đăng. đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các phần mới nhất nhé. Nhiếp Chính Vương không chỉ dùng đan dược trên người tiểu vương gia, mà còn tận tâm giúp tiểu vương gia dọn dẹp. Tiểu vương gia đáng thương của chúng ta từ nay chỉ có thể răm rắp nghe theo Nhiếp Chính Vương, rồi. Phần trước nói tới, tiểu vương gia tưởng rằng dụ được Nhiếp Chính Vương vào chồng, chuyển thụ thành công, nào ngờ, một chút lơ là, không những bị Úc Tứ phản công, mà còn bị ép dùng đan dược. Tiểu vương gia vô cùng phẫn hận, rõ ràng là một mở đầu thuận lợi vì sao kết quả người phải chịu tổn thương vẫn là cậu cậu sẽ biến thành tội nhân của nước nhà năm đó cậu nên quyết tâm đưa rượu độc tiễn hắn ta về tây thiên mới phải tiểu vương gia cảm thấy thật có lỗi với hoàng huynh có lỗi với liệt tổ liệt tông tiểu vương gia nhìn người đàn ông đang không ngừng cày cấy trên cơ thể mình rõ ràng vẫn là người ấy nhưng mọi thứ đều đã thay đổi rồi cũng không biết trải qua bao nhiêu lần tiểu vương gia đã khóc tới không ngừng nổi úc tứ ngươi có bệnh à Nhếp Chính Vương dịu dàng an ủi, "Được được được, ta có bệnh." Tiểu Vương gia tiếp tục ấm ức mắc, "Úc Tứ ngươi là tên hỗn láo." Nhếp Chính Vương thuận theo, "Ừ ừ, tán láo." Tiểu Vương gia thần trí mơ hồ nhưng vẫn rất kinh ngạc, vì sao lúc này Úc Tứ lại trở nên nghe lời như vậy? Cậu hình như lại trông thấy bóng dáng của trúc mã ngày xưa, nhưng động tác tiếp theo của đối phương trực tiếp đánh bay suy nghĩ này của cậu. Đây thực sự là mê dược sao? Rõ ràng chính là thuốc hóa thú sao hắn ta hưng phấn bừng bừng như vậy? Nhất chính vương cong môi. Còn có thể phân tâm để mắng người. Xem ra không có gì đáng ngại. Tiểu vương gia xù lông. Cậu thế mà ngây thơ cho rằng Úc Tứ còn chút lương tâm. Thấy tiểu vương gia như vậy, trái tim Úc Tứ mềm nhũn. Hắn đặt một nụ hôn lên trán tiểu vương gia, dịu dàng dỗ dành. Tiểu vương gia ngơ người. Cậu đang tức giận đó, có hiểu không? Đáng ghét. Động tác của người nào đó lại khiến cậu không thể giận nổi đợi đến khi tiểu vương ra ngủ thiếp đi. Úc tứ nhẹ nhàng vuốt ve gương mặt cậu. Tăng tiểu kinh, ngươi có biết những năm qua ta có bao nhiêu hận không? Hắn giận cậu năm đó không nói lời nào mà rời đi, năm đó cậu không kiên định chọn hắn. Nhưng hắn cũng hy vọng cậu có thể tránh xa cuộc chiến chính trị này. Bình an trải qua một đời. Úc tứ tự diễu. Không tha cho ta thì không tha đi. Nói xong hắn lại ôm chặt người vào lòng. Tốt nhất hai ta cứ dây dưa đến hết đời này buổi sáng hôm sau, tiểu vương gia bị cảm giác lành lạnh phía sau đánh thức. Cậu cảm thấy mông nhỏ có hơi mát mát. Khi tiểu vương gia xoay người lại nhìn, liền kinh ngạc tới nổi nóng. Cậu thà chết đi cho xong, Úc tư thế mà dám làm hành vi ác độc này với cậu. Chuyện này sao có thể nhịn được? Tiểu vương gia vừa xấu hổ vừa tức giận. Trực tiếp ném chiếc gối đầu bên cạnh vào mặt nhất chính vương. Uổng công ta coi ngươi là người. Mặc dù bị đánh, bị chửi. Nhưng tâm trạng của nhất chính vương có vẻ không tồi hắn đứng lên giặt khăn trắng. Bản vương chỉ tốt bụng giúp điện hạ rửa sạch mà thôi. Lần trước đó, thập điện hạ vội vàng rời đi. Sau đó mất tận 5 ngày để nghỉ ngơi, tương lai còn dài. Ta không muốn điện hạ cả ngày nằm trên giường bệnh. Nói ra thì, đây là lần đầu bản vương hầu hạ người khác. Không ngờ hạ không nể tình. Nội tâm tiểu vương ra vô cùng phiền muộn. Lẽ nào bản vương còn phải cảm thấy vinh hạnh à? Cậu cướp lấy vải trắng trong tay Úc Tứ. Ta tự làm không cần nhờ đến ngươi. Tiểu Vương ra thầm nghĩ, lẽ nào lúc này cậu còn phải để ý những chuyện này sao? Sau khi dùng thứ thuốc kia, ngày tháng sau này cũng chỉ là chiếc xác biết đi mà thôi. Bạn đang xem video tại kênh YouTube Review Đam đừng quên đăng ký kênh để không bỏ lỡ các phần mới nhất nhé.